Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu là phần bản tin y tế với các thông tin đáng chú ý như sau. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, trên 10 ca nhập viện do đánh nhau chỉ trong nửa tháng. Đề phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ trong mùa hè. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chứng say nắng, say nóng và cách xử trí. Mục cầm nang y học kỳ này là thanh nhiệt giải khát từ lá vối. Cuối chương trình là câu chuyện Lương y Phạm Văn Hưng, tấm gương sáng học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Chỉ tính từ đầu tháng 5 đến nay, khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã tiếp nhận trên 10 trường hợp chấn thương do đánh nhau. Trong đó có trường hợp nhập viện chủ yếu là thanh niên có độ tuổi từ 18 tới 30, phần lớn do có mâu thuẫn từ trước đó dẫn đến gây gổ đánh nhau. Ngoài ra cũng có trường hợp chỉ vì đứng xem mà bị đánh gây thương tích và còn có trường hợp do mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến xô xát phải nhập viện. Theo các bác sĩ, đa phần những trường hợp đánh nhau nhập viện đều có liên quan đến rượu bia. Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về tác hại của nó, nhưng việc lạm dụng rượu bia ở nam giới vẫn không ngừng gia tăng. Nước ta hiện giữ kỷ lục về sử dụng rượu bia ở ASEAN và xếp thứ 3 toàn châu Á. Trẻ chào đời dưới 37 tuần được coi là trẻ sinh non thiếu tháng. Việc chăm sóc các trẻ sinh non là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự hỗ trợ của các kỹ thuật hiện đại, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã có thể triển khai nuôi dưỡng trẻ sinh non nhẹ cân 26 tuần, nặng 900 g. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Sản Nhi chăm sóc và điều trị cho trên 300 trẻ sinh non. Thai nhi từ 32 tới 34 tuần chiếm tỷ lệ lớn trong số các ca sinh non với trọng lượng trên dưới 2.000 g. Số trường hợp sinh non dưới 30 tuần tuổi có trọng lượng dưới 1.000 g chiếm tỷ lệ rất ít, khoảng 10%. Trước đây các trường hợp này phải chuyển lên tuyến trên, nhưng nay bằng kỹ thuật đặt máy thở, bơm surfactant, các trẻ sinh non dưới 30 tuần có thể được nuôi dưỡng ngay tại Bệnh viện Sản Nhi. Các bác sĩ cho biết, mùa hè là mùa nắng nóng khiến cho tình trạng sinh non tăng cao hơn so với các thời điểm khác trong năm. Do vậy, các bác sĩ cũng khuyến cáo thai phụ khi có các yếu tố dọa sinh non như xuất hiện các cơn gò tử cung, xuất hiện với tần suất nhiều, ra dịch âm đạo, cần đến khám để các bác sĩ tư vấn và can thiệp nhằm hạn chế tối đa tình trạng sinh non. Theo số liệu từ Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh, từ đầu năm đến nay, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại tỉnh ta đã có chiều hướng giảm, song tình trạng sinh con thứ 3 lại tăng cao. Hết quý 1 năm 2018, toàn tỉnh có 3.080 trẻ chào đời, trong đó 609 trẻ là trẻ thứ 3 trở lên, chiếm 19,7%. So với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ này là 17,8%. Những huyện có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao như Văn Giang 24%, Văn Lâm 24%, Khoái Châu 22,8%. Nguyên nhân do một bộ phận người dân còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ và phải có con trai nối dõi tông đường, hoạt động truyền thông tiếp cận đối tượng đích để tuyên truyền tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình còn khó khăn do đối tượng đi làm xa ở các doanh nghiệp, công ty. Bên cạnh đó, việc lạm dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi và tình trạng nạo phá thai đang diễn ra phức tạp, khó kiểm soát, dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa thường gặp ở trẻ em, nhất là vào mùa hè. Bệnh dễ lây lan nếu không được chăm sóc đúng cách. Ghi nhận tại khoa nội 2 Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, những ngày gần đây số trẻ em nhập viện vì mắc bệnh tiêu chảy do virus rota tăng khoảng 15% so với các tháng trước. Mỗi ngày khoa điều trị từ 20 đến 25 bệnh nhi mắc tiêu chảy, trong đó có nhiều ca mắc do virus rota. Trẻ nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, mất nước, nôn nhiều, sốt cao từ 39 tới 40 độ C, đi ngoài phân lỏng. Bệnh diễn biến nhanh, có những trẻ mới đi ngoài từ 2 tới 3 lần trên ngày, vào viện đã trong tình trạng mất nước nặng, nhiều trường hợp gây hôn mê dẫn đến tử vong. Do đó, khi trẻ có biểu hiện mắc tiêu chảy do virus rota thì cần đưa bé đi khám và điều trị kịp thời, không nên tự ý điều trị tại nhà. Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đã đưa một số thiết bị và ứng dụng kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho nhân dân trong huyện. Hiện khoa ngoại của bệnh viện đã có thể khám phát hiện và chẩn đoán chính xác các bệnh lý liên quan đến dạ dày bằng máy nội soi dạ dày. Ngoài ra, máy nội soi dạ dày còn được dùng để theo dõi quá trình điều trị tổn thương loét, nhiễm khuẩn và chảy máu dạ dày. Nếu trong quá trình nội soi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ung thư dạ dày, bác sĩ sẽ lấy mẫu bệnh phẩm để làm sinh thiết, chẩn đoán sâu hơn nhằm phát hiện ung thư sớm. Còn tại khoa y học cổ truyền cũng vừa đưa máy kéo giãn cột sống vào sử dụng. Máy có tác dụng giảm đau, giãn cơ, tăng tầm vận động của đoạn cột sống bị hạn chế, khôi phục lại hình dáng giải phẫu bình thường của cột sống. tạo điều kiện thuận lợi cho đĩa đệm mới bị thoát ở mức độ nhẹ và vừa có thể trở lại vị trí cũ. Và phương pháp đắp nến paraffin có tác dụng giảm đau, giảm co thắt cơ trong các chứng đau mãn tính như đau thắt lưng, đau cổ vai cánh tay, đau thần kinh tọa, đau thần kinh liên sườn, đau khớp, đau cơ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giảm tải lên tuyến trên. Hướng ngày vi chất dinh dưỡng năm 2018, các trạm y tế trong toàn tỉnh sẽ triển khai cho trẻ uống vitamin A đợt 1 trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6 với mục tiêu đảm bảo 100% đối tượng được uống vitamin A. Theo đó, trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi uống một viên nang loại 100.000 đơn vị, trẻ trên 12 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi mắc các bệnh suy dinh dưỡng, nhiễm trùng có nguy cơ thiếu vitamin A và các bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng cho uống một viên nang loại 200.000 đơn vị. Trường hợp trẻ bị ốm không đến được điểm uống thì cộng tác viên dinh dưỡng sẽ mang vitamin A đến tận nhà cho trẻ. Ngoài ra, các địa phương cũng sẽ tiến hành cân đo cho trẻ dưới 5 tuổi, tăng cường công tác truyền thông phòng chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và đang nuôi con nhỏ nhằm giảm thiểu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Nhiều năm nay, trường trung học cơ sở Hoàng Hành vẫn làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh tham gia đóng bảo hiểm y tế. Vì vậy, trường luôn nằm trong top những trường có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt cao của thành phố Hưng Yên. Trong năm học 2017-2018, toàn trường có 130 học sinh thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Các năm học trước đó, tỷ lệ này cũng đều ở mức trên 90%. Để đạt được kết quả này, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền để các bậc phụ huynh hiểu rõ lợi ích khi cho con mình tham gia bảo hiểm y tế trong các buổi họp phụ huynh. Ngoài ra, trường trung học cơ sở Hoàng Hành đã gắn chỉ tiêu vận động bảo hiểm y tế học sinh vào xét thi đua cuối năm đối với cán bộ, giáo viên. Đồng thời, với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng mua bảo hiểm y tế thì cán bộ giáo viên ở trường sẽ huy động sự đóng góp để hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, say nắng say nóng là hiện tượng thường gặp trong mùa hè. Nó không chỉ có biểu hiện như là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu mà còn có thể gây đột quỵ nếu như không xử trí kịp thời, còn có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục. Trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Quốc Sáu, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phố Nối sẽ có cuộc trao đổi giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tình trạng này cũng như là cách xử trí khi có người bị say nắng say nóng. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ có thể cho biết chứng say nóng là gì ạ? Say nóng hay gọi là nả nhiệt thì đó là cái suy cái chức năng kiểm soát nhiệt từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng, mà thường là kèm theo tăng nhiệt độ và cái không khí nhiệt độ không khí nó tăng lên đấy, và có thể là thường là kèm theo nữa đấy là cái sự gắng sức của hoạt động thể lực. Nặng hơn nữa đấy là say nắng hay người ta còn gọi là sốc nhiệt, thì đấy là cái trường hợp là tăng thân nhiệt quá mức, nhiệt độ thường nó cao khoảng trên 40 độ, kèm theo là có cái tổn thương nhiều các cái chức năng ở cơ quan đích và đặc biệt là kèm theo đó là cái tổn thương cái hệ thống thần kinh. Vậy những dấu hiệu nào cho thấy chúng ta bị say nóng ạ? Đấy là bệnh nhân là mệt mỏi, rồi cảm giác là yếu cơ, yếu chân tay, suy nhược, rồi nôn, buồn nôn, đau đầu, đau mỏi cơ, rồi hoa mắt hay là chuột rút. Nặng hơn một chút nữa thì người ta có thể sốt rất là cao, trên 40 độ. Các cái triệu chứng thần kinh thì biểu hiện có thể từ nhẹ cho đến nặng, nhưng là xuất hiện ảo giác, rồi lẫn lộn, thay đổi ý thức, nặng thì co giật, hôn mê. Nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng bị say nắng say nóng? Thứ nhất là cái người lao động làm việc trong cái môi trường mà cái cường độ lao động cao và môi trường nắng nóng nhiều, cũng như là không có sự thông thoáng về mặt gió, khí, rồi hoạt động trong môi trường mà không có quạt, không có điều hòa, rồi hay là người ta dùng các cái hệ thống mặc quần áo bảo hộ lao động nó quá là chật mà nó không thể thoát được hơi. Đấy, rồi những cái trường hợp mà người ta mới đi làm ở cái môi trường khắc nghiệt chẳng hạn thì người ta cũng chưa có được cái sự thích nghi với cả cái khí hậu đấy. Đấy, rồi hay là khi người ta đi làm trong môi trường nắng nóng kéo dài như vậy, bản thân người ta lại uống rất là ít nước. Cuối cùng thì bác sĩ có thể đưa ra một số cái biện pháp để mà sơ cứu ban đầu khi mà chúng ta bị say nóng, cũng như là những cái biện pháp để mà phòng tránh cái tình trạng này ạ. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm thì đấy là phải nhanh chóng đưa bệnh nhân ra khỏi cái môi trường đó. Đấy, tìm những cái chỗ mà có bóng cây râm mát, rồi có gió tự nhiên, hoặc là gì, hoặc là chúng ta phải có cái quạt mát, hoặc là tốt nhất là đưa vào cái môi trường mà có điều hòa không khí. Thứ hai là chúng ta nhanh chóng cho bệnh nhân mà còn uống được thì có thể cho uống thật là nhiều nước mát. Đấy, rồi có thể chườm đá lên cơ thể, vì thông thường đối với bệnh nhân cũng có là sốt rồi. Khi cái cơ sở lao động có cơ sở y tế tại chỗ thì cũng có thể cho bệnh nhân là truyền dịch rồi thở oxy và nhanh chóng phải đưa đến bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất có khả năng xử lý. Để phòng tránh được say nắng, say nóng thì trước hết là khi làm việc là chúng ta cũng chủ động uống thật là nhiều nước. Thứ hai là chúng ta mặc cái bảo hộ lao động cho đúng với cả cái quy định. Ngoài cái quy định về an toàn lao động ra thì cố gắng làm sao những cái quần áo mà có thể nó thoáng khí, không bị bí các cái để có thể cơ thể không thoát được mồ hôi, thoát được nhiệt. Rồi làm cho cái môi trường mà các cơ sở cố gắng đảm bảo cái sự thông thoáng về khí tốt, cũng như là có cái hệ thống quạt hay là điều hòa. Đấy. Xin cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, lá vối từ lâu đã được người Việt dùng làm nước uống giải khát thanh nhiệt trong những ngày hè. Theo Đông y, vối có vị hơi chát, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt. Trong chuyên mục ngày hôm nay, Lương y Đỗ An Ngợi, hội viên Hội Đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích cho sức khỏe từ lá quen thuộc này. Hôm nay tôi giới thiệu quý vị cái tác dụng của cái lá vối. Cái lá vối là một trong những cây mọc ở khắp đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà người ta thấy cái tác dụng của nó là chỉ biết là mùa hè người ta uống thôi, nhưng người ta chưa thấy cái tác dụng là một vị thuốc. Cây lá vối đây, xin giới thiệu quý vị và các bạn là cây lá vối. Đây là lá vối nếp. Còn lá vối tẻ thì nó nhỏ hơn chút, nhưng mà đều là lá vối cả. Thế thì vào mùa hè ngày xưa các cụ thường là phơi nó đi, người ta ủ cho trong cái bị, người ta ủ thành lá vối khô. Lá vối khô để đợi đến cái mùa hè này người ta thường đun vào cái nồi đất, người ta để cho mát, đến khi đi ra đồng về người ta uống thấy nó mát trong người. Họ chỉ biết đến thế thôi, nhưng thực tiễn cây lá vối cũng là một vị thuốc, mà tên thuốc nó là thủy quan. Cái vỏ cây vối người ta làm thuốc để mở cửa đại tràng, để khi bị táo kết người ta cho mở cửa ra. Cái lá vối là thanh nhiệt, giải độc. Cây vối là như này, cây vối là tính nó mát, tính bình mát. Thế nhưng mà trong đó nó có tan anh, nó có thể là cầm cả đi ngoài được. Nó làm săn cái niêm mạc ruột lại khi người ta bị rối loạn tiêu hóa đi ngoài. Thứ hai, cây vối là vì nó tính mát cho nên nó mới thanh nhiệt, giải độc. Người ta đã dùng lá vối tươi, thí dụ như tần này lá vối. Người ta có thể cho vào một cái tích khoảng chứa được gần 1 lít. Người ta cho vào ủ, người ta cho vào cái ấm, người ta có cái giỏ người ta ủ. Thế đến khi người ta đi làm về buổi trưa bắt đầu người ta mang ra uống thì nó ấm, nóng thì người ta cảm thấy giải khát. Thế nhưng mà lá vối uống nhiều quá thì gan nó bị trơn. Cho nên những người mà không bị gan thiết gì cả không cần uống lá vối. Những người bị tiểu đường người ta thường dùng lá vối, cả mùa đông mùa hè người ta uống cái tiểu đường nó giảm. Thế thì cái cây lá vối thì mọc trên khắp đất nước Việt Nam, mọc trên khắp nơi. Mà trồng rất dễ, người ta thường trồng ở ngoài cạnh bờ ao thì nó tốt. Trồng chỗ khô cằn thì nó không tốt, nó cần cạnh ao. Cái cây vối nó cạnh ao thì bao giờ lá nó cũng nhiều hơn và nó tốt lâu hơn. Thế còn cái cây lá vối nên là cây thông dụng của người Việt Nam mình. Nhưng thường người ta hay uống nụ vối nữa. Nhưng bây giờ cái mùa nụ nó chưa ra nhiều, cho nên là không có nụ để giới thiệu với các bạn để cho nhìn rõ. Lá vối khô thì nó sẽ giảm mất cái độ thanh nhiệt, nhưng người ta không thể, có những cái mùa người ta không vặt những cái lá này được, người ta để ủ để cái mùi của lá vối khô nó khác mùi lá vối tươi. Lá vối tươi nó hắc, lá vối khô là cái mùi nó đặc trưng hơn, nên người ta uống khô với tươi thôi. Còn thực tiễn ra khô thì không bằng tươi. Thế nhưng mà người ta, các cụ, cái kinh nghiệm là các cụ uống lá vối khô để cho nó thơm. Lương y Phạm Văn Hưng ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ được nhiều người biết đến là một thầy thuốc đông y vừa có tài vừa có đức, Nhờ vào tấm lòng nhân ái và tay nghề cao của mình, phòng khám của ông Hưng luôn có rất nhiều bệnh nhân tìm đến để chữa trị bệnh. Hiện là Phó Chủ tịch Hội Đông y Phù Cừ, ông Phạm Văn Hưng năm nay đã tròn 70 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề thầy thuốc lâu đời. Do vậy, từ rất sớm, vị lương y này đã có niềm đam mê với những cây cỏ dại tưởng bỏ đi mà lại có công dụng kỳ diệu cứu sống được mạng người. Trở thành thầy thuốc đông y từ một người lính, nên ông thường xuyên tìm hiểu, học tập gương Bác qua sách báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều năm công tác cùng với lương y Phạm Văn Hưng, thì chúng tôi biết rằng là Bác tham gia trong chiến tranh đánh Mỹ từ năm 1965. Thế bà cũng là dược sĩ trong quân đội, là một lương y giàu tâm huyết, có tấm lòng để làm từ thiện, để giúp đỡ các cái bệnh nhân khó khăn, hiểm nghèo hoặc bệnh nhân nghèo. Trong những lời dạy của Bác, ông Hưng tâm đắc nhất là câu mỗi người chúng ta phải làm một cái việc gì đó để giúp đỡ cùng nhau. Mỗi người, ai cũng vậy, nếu làm việc lớn không được thì làm việc nhỏ để giúp đỡ cho nhân dân. Câu nói ấy lúc nào ông Hưng cũng nhớ mãi trong đầu. Vì vậy, nhiều năm qua, ông đã tiếp cận giúp đỡ bà con nghèo, thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho người dân bị một số bệnh như sởi, sốt xuất huyết, viêm gan. Đặc biệt là bài thuốc chữa sốt xuất huyết của ông đã được đưa ra nhiều hội thảo để nghiên cứu, phân tích và được đánh giá rất cao. Hơn nữa, ông còn là người có sự ảnh hưởng tới các thành viên trong Hội Đông y Phù Cừ. Nhiều thành viên trong hội cũng noi theo ông, học bài thuốc của ông để chữa miễn phí cho nhân dân. Anh em chúng tôi là đồng nghiệp thì thường xuyên là chúng tôi có cái trao đổi, gặp gỡ nhau để truyền tải cho nhau những cái kinh nghiệm mà chữa bệnh một số bệnh, nhất là trong cái mùa hè này. Ông Hưng cùng với chúng tôi cộng tác và cũng đã chữa được cũng khoảng độ 20-30 ca, là làm công tác từ thiện thực hiện lời dạy của Bác Hồ là lương y kiêm từ mẫu. Lương y Phạm Văn Hưng quan niệm làm thầy thuốc cần ân cần, chu đáo, tận tâm với người bệnh. Chính vì vậy, lương y được nhiều bệnh nhân quý trọng. Chỗ ông Hưng là phải nói là rất tốt, mà hiện nay là ông Hưng thì không những tay nghề tốt, vững chắc cho bệnh nhân mà lại còn đạo đức nữa. Đúng là gọi là lương y như từ mẫu, thực sự là thầy thuốc như mẹ hiền. Nên từ cái niềm tin đó và từ có thương hiệu như thế, trước là con tôi đẻ mất mà con thì riêng cái thuốc mà cai sữa các cháu ấy, là hiệu nghiệm lắm. Bây giờ các cháu đã lớn, đã trưởng thành rồi mà các cháu vẫn nhắc. Mà nhà thuốc Phạm Hưng rất chi là cẩn thận. Trước khi cho các bệnh nhân đến lấy thuốc, không những cứ mình tôi nói riêng mà tất cả các bệnh nhân khác đến cũng thế, là cứ cho uống thử từ 1 đến 3 liều mà thấy hiệu nghiệm mới lại đến tiếp. Tôi cũng thấy là cái thuốc này là có hiệu lực. Do vậy cho nên là tôi mua, tôi cho tất cả các bà chị từ cái tuổi cái cỡ 60 là tôi cho đến khoảng hơn chục anh chị em trong gia đình. Ông Hưng là rất là niềm nở và nhiều khi ông ấy cắt thuốc cho mọi người là không quảng cáo, không lấy tiền. Với nhiều cống hiến trong chữa bệnh bằng đông y, lương y Phạm Văn Hưng đã nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam và của tỉnh Hưng Yên. Năm 2015, ông được nhận bảng vàng vinh danh lương y. Mới đây, ông vinh dự nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Bằng lòng đam mê với nghề thầy thuốc, ông Hưng vẫn ngày đêm miệt mài nghiên cứu ra nhiều bài thuốc mới để giúp đỡ nhiều hơn cho những người bệnh của mình. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và đời sống của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.